ra được như thế này. Đấy. Anh em nó đẩy hơi lên đấy. Đấy. Kinh nhỉ. Êm dã man. Đấy các bạn thấy không? Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video điện máy bị sơn. Hôm trước thì chúng tôi lên sóng cho các bạn một bộ máy phun thuốc trừ sâu áp lực cao mà xách tay, thì rất là nhiều bác liên hệ lập tức chiếc máy đấy bay ngay rồi. Và hôm nay chúng tôi lại tiếp tục lên sóng cho quý vị các bạn một bộ máy phun thuốc trừ sâu hàng Nhật bãi sử dụng động cơ Honda nha các bạn nha, quá hệ luôn. Và các bạn có thể thấy được cái thiết kế của bộ máy này rất là gọn gàng nhưng mà nó không nhanh nhẹ thế nào cả, bởi vì chiếc máy này bên Nhật họ sử dụng các cái linh kiện lắp ráp toàn là những cái chi tiết rất là dày dặn, vì vậy là nó cũng khá là, theo mình nghĩ là khá là nặng, nhưng mà nó vẫn thiết kế rất là gọn để các bác nào nếu có sức vẫn có thể xách tay được bình thường. Và cái thiết kế này gọi là thiết kế xách tay mini. Xin mời quý vị các bạn đến gần hơn với sản phẩm để các bạn có thể nhìn thấy kết cấu toàn bộ của sản phẩm như thế nào, cũng như là cơ cấu hoạt động vận hành ra làm sao, cũng như là để xem tình trạng của máy như thế nào ở cái thời điểm chúng tôi đang quay lên. Sử dụng động cơ của nó là động cơ Honda G100. Động cơ này là động cơ cốt xéo tua chậm có công suất là 2.5 HP các bạn nhá. Với cái động cơ Honda này thì các bạn rất sẵn đồ thay thế nhá. Động cơ cực đẹp, động cơ này tôi khẳng định quý vị các bạn luôn là mới đến 90%, không thể nào mà xấu hơn được. Rất đẹp, các bạn nhìn nước sơn này, quá là đỉnh luôn. Công tắc này, sơn này, các bạn nhìn lốc này. Honda G100 97cm khối G100 này. Số series của máy này, các bạn thấy chưa, động cơ này là các con ốc này rất là đẹp luôn. Chúng tôi đã thay nhớt luôn máy rồi. Máy này 1.800 cho đến 2.100 vòng nhá. Tua chậm là sao? Tức là nó giảm tốc cốt xéo rồi, do đó cái tải của nó sẽ khỏe hơn và tốc độ vòng nó sẽ chạy nhẹ nhàng hơn. Nó không chạy gắt vòng như những cái dòng động cơ tua nhanh. Chính vì vậy thì những cái động cơ tua chậm nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, khỏe hơn và êm ái hơn. Rồi các bạn thấy những cái khung này, úi dồi ôi, nó làm sắt dày dã man con ngan luôn. Đây anh em nhìn thấy không? Cực kỳ dày mà tấm liền luôn chứ không phải là khung. Đây từ cái phần này trở đi các bạn thấy cũng liền luôn này. Mã của con này là, model của nó là MIS 2220 HP, tên thì toàn tên Nhật thôi. Hình như bộ máy này tên là Hatsuta này mà, nếu mà mình không nhầm. Ok, đây các bạn quay lại về hướng phần bầu e, chế hòa khí này, hàng Nhật 100% luôn. Đây các bạn nhìn nhá, lốc liếc đẹp như này cơ mà. Con này thì mỹ mãn này, các bạn nhìn này, độ dày đúng là thật sự luôn, là khó hiểu. Rồi, đầu nén Hatsuta. Đầu này là đầu kín luôn nha các bạn nhá. Nhìn các bạn nhìn cùng xi lanh đồng này. Nhìn cảm giác như này thôi, nếu mà các bạn hiểu không, đồng nguyên chất này các bạn đánh đi nó càng đánh càng vàng, nhưng mình không muốn đánh, mình để nguyên cái độ đẹp của nó để cho các bạn có thể nhìn nhận đánh giá một cách khách quan hơn. Khóa này rất là ngon lành, đỉnh đào này. Đó. Chỉnh áp này. Con này thì đây thông số của nó nhá các bạn xem này. Con này là Hatsuta IS222 Made in Japan này. Đấy các bạn thấy chưa? Made in Japan này. Dung tích của cái này là các bạn nên sử dụng nhớt SAE, tức là nhớt có độ nhớt có thông số là SAE 30 nhá. Tốc độ vòng thì tương đương với cả những cái áp lực cũng như là lưu lượng nước này. Các bạn thấy không? 2 đến 5 MPa này, 11 lít này. Đó. 11 lít này, 17 lít, 22 lít, 29 lít, tức là tùy theo các bạn ga ấy. Các bạn ga càng mạnh thì cái lưu lượng nước nó càng cao. Đó, ga càng mạnh lưu lượng nước càng cao Hatsuta. Đó, các bạn thấy không? 17 đến 26 lít là cũng khá là ổn để các bạn phun thuốc. Trước này thì chúng tôi cam kết với các bạn luôn, các bạn có thể đẩy lên đến khoảng tầm 300m, không nghĩa lý gì luôn, 300m luôn, chắc chắn. Đó, máy quá đẹp, xuất sắc. Thì không có tìm một con này. Con này thì không đẹp bằng con Robin hôm trước được. Robin hôm trước thuộc loại gọi là tuyệt sắc giai nhân rồi. Còn con này thì nó cũng phải thuộc loại Thúy Kiều. Rồi, đánh giá như thế nào thì tùy theo quý vị các bạn thôi. Mình đưa máy lên để các bạn có thể tự xem, tự đánh giá một cách khách quan. Và mình có giới thiệu qua những cái chức năng, cái công dụng của máy thôi. Còn nếu các bạn thấy nhu cầu sử dụng chiếc máy này thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn. Giá của chiếc này thì cũng không dễ chịu lắm, khoảng tầm 5 triệu rưỡi các bạn nhé. 5 triệu rưỡi cho chiếc Honda này. Nếu các bạn thấy có nhu cầu thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn. 5 triệu rưỡi là chỉ có như thế này thôi các bạn nhé. Có thể chúng tôi sẽ bonus cho bạn thêm, tức là tặng kèm cho bạn một cái dây hút và một cái dây hồi. Đó là hết. Đấy, máy của nó chỉ có nguyên bản như thế này thôi. Nhiều bác hay thắc mắc là hàng bãi này có thêm cái phụ kiện gì không? Thì không.
có như thế nào thì mình quay như vậy thôi. Những cái dây hút, dây hồi thì có thể mình tặng kèm cho các bạn khi các bạn mua hàng. 5,5 triệu, đó là giá của máy này. Rồi các bạn nên xem rất là chi tiết để các bạn có thể nghiên cứu được chiếc máy nó phù hợp với nhu cầu của mình hơn. Chúng tôi đã test con này ngon lành rồi, test ngon rồi, rồi rửa sạch rồi nên là mình ngại không muốn test lại nữa, nhưng các bạn yên tâm. Tất cả các chiếc máy này vận hành bình thường ở chúng tôi thì hàng có ok thì mình mới bán. Còn hàng nếu mà gặp trục trặc phớt hoặc là đúp pe va một chiều, gặp trục trặc gì đó thì mình không bao giờ mình bán ra đâu. Bởi vì bán ra như thế sau lúc sau bảo hành rất là đau đầu. Vì vậy nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Thôi giật nổ thử để cho các bạn nghe tiếng máy nhé, xem như nào. Đấy các bạn thấy không, nghe này. Này nghe tiếng sọc sọc không? Đấy, cái này là kín rồi nên là yên tâm luôn. Anh em nghe tiếng nào, cho mình một lời bình. Nó ở dạng chất. Đây nhá, mình để mic cạnh máy để cho các bạn nghe. Nghe hay không? Thật thật thật. Đây, các bạn nghe tiếng tốt này. Êm dã man. Đấy các bạn thấy không? Cực êm luôn. Con này cực êm luôn. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ máy mình sơn nhá. Giá 5,5 triệu. Một lần nữa thì cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.